cải cách hành chính được nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là một trong 3 khâu đột phá để thực hiện tốt các mục tiêu chỉ tiêu giai đoạn 2020-2025. Để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Cuộc thi với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet. Thời gian diễn ra cuộc thi cụ thể như sau. Thời gian thi thử trực tuyến kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2023. Vòng 1 sẽ được tổ chức trực tuyến trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 21 tháng 11 năm 2023. Vòng 2 sẽ được tổ chức trong thời gian 10 ngày sau khi vòng 1 kết thúc. Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều có thể tham gia dự thi. Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng. Vòng 1, tất cả các thí sinh dự thi theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet. Vòng 2, 50 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất vòng 1 sẽ tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến theo hình thức tập trung. Ban tổ chức sẽ trao 33 giải thưởng và giấy chứng nhận, gồm 2 giải tập thể, mỗi giải 5 triệu đồng, 1 giải nhất 5 triệu đồng, 2 giải nhì, mỗi giải 2 triệu 500 ngàn đồng, 3 giải ba, mỗi giải 1 triệu 500 ngàn đồng, 25 giải khuyến khích, mỗi giải 750 ngàn đồng. Để tham gia thi, khán giả hãy truy cập vào website thi tìm hiểu cchc.daklak.gov.vn, thực hiện các bước tại mục hướng dẫn và trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng duy nhất một tài khoản dự thi và được tham gia thi tối đa 2 lần từ khi bắt đầu cuộc thi. Để biết thêm thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023, khán giả hãy truy cập vào website cuộc thi tại địa chỉ thi tìm hiểu cchc.daklak.gov.vn. Hãy tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023 để hiểu rõ hơn về các kết quả triển khai cải cách hành chính của tỉnh và những quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk trong đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và mang về những phần thưởng giá trị.